Baby bus. Xin chào, tớ là Jojo. Màu sắc. Màu đỏ. Tôi là bút chì màu đỏ. Tôi muốn lấy lại màu sắc của tôi. Wow. Hả? Cái gì đây? Wow, dâu tay đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Được quá, tôi đã lấy lại được màu đỏ rồi. Tôi là màu đỏ, trái cây nào cũng có màu đỏ nữa. Trái táo màu đỏ. Oa, có rất nhiều quả trên cây. Hãy hái táo đỏ trên cây. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Oa, bạn đã hái được rất nhiều táo đỏ. Hái dâu tay chín đỏ và đặt chúng vào giỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Oa, bạn đã hái được rất nhiều dâu tay đỏ. Hãy tô màu trái cây thành màu đỏ. Màu đỏ. Táo đỏ rất ngon và ngọt. Màu đỏ. Dâu tây đỏ, dâu chất dinh dưỡng. À, trái cây màu đỏ thật đẹp mắt. À, à, chúng đều có màu đỏ này. Tôi muốn chuyển thành màu vàng. Tôi phải ăn gì để biến thành màu vàng bây giờ? Quả chuối màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Hay lắm, tôi đã biến thành màu vàng rồi. Hãy giúp tôi tìm con vật màu vàng. Đó không phải màu vàng. Con gà con có lông màu vàng. À, mẹ gà đang đẻ trứng. Hãy nhặt những quả trứng màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Wow, gà con đã nở ra từ trong những quả trứng. Lũ gà con đói rồi, hãy cho chúng ăn nào. Chú gà này muốn ăn hạt ngô màu vàng. Màu vàng. Chú gà này muốn ăn hạt ngô màu vàng. Màu vàng. Chú gà này muốn ăn hạt ngũ cốc màu vàng. Màu vàng. Chú gà này muốn ăn hạt đậu màu vàng. Màu vàng. Tất cả đã no và vui vẻ. Hai chú gà còn không màu. Tôi có thể tô chúng thành màu vàng. Màu vàng. Lũ gà con đang kêu chim chíp. Màu vàng. Lũ gà mái đang kêu cục tát. Ha ha, chúng ta để màu vàng cả rồi. Tôi là bút chì màu xanh dương. Hãy giúp tôi lấy lại màu sắc của mình với. Hay lắm, quả việt quất màu xanh dương.
màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Tôi đã lấy lại được màu xanh dương rồi. Hãy giúp tôi tìm những món đồ chơi màu xanh dương. Không phải màu xanh dương. Quả bóng màu xanh dương. À, căn phòng thật bừa bộn. Hãy tìm đồ chơi màu xanh dương trước nhé. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Để trang phục xanh dương vào trong tủ. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Ồ, bây giờ căn phòng đã sạch sẽ rồi. Hãy giúp Kiki tô màu trang phục thành màu xanh dương. Màu xanh dương. Bộ trang phục xanh dương này đẹp quá. Hãy tô màu trái bóng màu xanh dương. Trái bóng tròn này cao. Ha ha, chúng đều có màu xanh dương. Tôi muốn lấy lại màu xanh lá cây của tôi. Làm ơn giúp tôi với. Hé hé, bông cải xanh. Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Tôi đã lại trở về màu xanh lá cây rồi này. Hãy tìm con vật màu xanh lá cây. Con vật này không phải màu xanh lá cây. Ếch có màu xanh lá cây. Hi hi, con ếch muốn qua sông. Hãy đặt lá sen màu xanh lá cây trên mặt nước. Màu xanh lá cây. Con ếch muốn ăn côn trùng màu xanh lá cây. Hãy giúp nó nhé. Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Con ếch no bụng rồi. Hãy tô màu cho con ếch và lá sen màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Những chiếc lá sen tròn đang nổi trên mặt nước. Màu xanh lá cây. Con ếch màu xanh lá cây đang kêu ộp ộp. Hãy nhìn kìa, chúng đều có màu xanh lá cây. Tôi muốn chuyển thành màu trắng, bạn có thể giúp được không? Một lọ sữa. Màu trắng. Uống sữa có thể khiến tổ yến thành màu trắng. Thành màu trắng rồi này. Tôi là bút chì màu trắng. Sữa có thể khiến tổ yến thành màu trắng. Còn ngỗng màu trắng. Uống sữa có thể. Lũ ngỗng trắng trốn đi rồi. Hãy đi tìm chúng nào. Hay lắm, chúng tôi đã tìm thấy một con ngỗng trắng. Màu trắng. Hay lắm, chúng tôi đã tìm thấy tất cả lũ ngỗng trắng rồi. Con ngỗng trắng đến hồ tìm bạn. Hãy giúp nó tìm con ngỗng trắng này. Màu trắng. Cả hai con ngỗng đều màu trắng. Hãy
giúp nó tìm con ngỗng trắng này. Màu trắng, cả hai con ngỗng đều màu trắng. Hãy giúp nó tìm con ngỗng trắng này. Cả hai con ngỗng đều màu trắng. Tất cả các con ngỗng trắng đã tập hợp lại với lũ ngỗng không có màu. Tôi có thể giúp chúng lấy lại màu trắng. Màu trắng. Con ngỗng trắng có cái cổ thật dài. Màu trắng. Nó cũng có lông màu trắng. Hehe, chúng ta đều có màu trắng này. Hãy đồng hành cùng Jojo. Cha mẹ có thể dùng những món ăn ngon để giúp con tìm hiểu về màu sắc và khơi gợi hứng thú học tập của con.